Rừng sáng lung linh giữa đêm trường, trời người anh sao đưa đường. Ta cùng lắng nghe muôn tiếng thiên thần, đi tìm ngôi lời giáng sinh.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em cùng toàn thể các con thiếu nhi rất thân mến. Đêm nay đêm cực thánh mà tất cả nhân loại đón con Chúa xuống thế làm người. Đêm của ánh sáng. Ánh sáng ở đây không phải là ánh sáng của những ánh đèn lộng lánh, nhưng là ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đến để chiếu sáng nhân loại, dẫn đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón con Chúa xuống thế làm người, cứu độ muôn dân, để xứng đáng chúng ta cử hành thánh lễ này. Xin cộng đoàn sốt sắng, xin Chúa thứ tha những thiếu sót, những lỗi lầm của mình, để chúng ta xứng đáng cử hành đêm cực thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời.
cầu nguyện. Lạy Chúa, hàng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây chúng con đang vui vẻ đón mừng con một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau khi thấy người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tôi sẽ không nín lòng vì lòng mến Jerusalem. Tôi nghỉ yên sau đầy tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông. Vì cứu tinh của thần rực lên như ngọn đuốc, rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi. Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương rể Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là vật bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi, ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức lên, nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa. Công trình Chúa đã tác tạo giữa chúng sinh. Hỡi nương đồng cùng muôn vạn trái trăng hoa màu hãy hỷ hoan. Miền Pisidia, ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây.
Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thờ mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. Rồi Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: ta đã tìm được David, con của Giê-xê, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Để dọn đường cho Đức Giê-xu, ông Gioan đã rao giảng, kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: tôi không phải đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa thì to, lời Thiên Chúa. Đến thánh vô cùng giây phút tưng bừng, đón với trời sẽ chơi.
Vâng, kính thưa anh Solis, xin đồng đoàn có một tràng vỗ tay để chúc mừng người vừa cất lên tiếng hát. Vâng, cảm ơn tổng đoàn và các con thiếu nhi thân mến. Nhi thân mến, chúng ta vừa nghe bài hát Đêm Thánh Vô Cùng. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm hôm nay là đêm thánh. Đêm hôm nay là đêm của ánh sáng. Và đêm hôm nay là đêm chúng ta đón mừng con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Và đó là ba tâm tình con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em và tất cả các con thiếu nhi thân mến. Các con thiếu nhi ơi, các con thiếu nhi cho ông bà chúc điều gì cho bố mẹ, chúc điều gì cho thầy cô cũng như là các anh chị giáo lý viên. Ai chúc được lên cha mời lên có một lời chúc. Bên này ai được nào? Rồi ai đâu? Ai chúc được thật hay cha sẽ có một phần thưởng. Rồi ai đâu? Ai đâu? Rồi ngày hôm nay ai đại diện lên lên chúc cho cộng đoàn một lời chúc nào? Rồi cha tăng phần thưởng lên gấp đôi. Rồi ai đâu? Teresa đâu? Teresa đâu? Teresa đâu hết rồi? Rồi bây giờ cha gợi ý nhá, cha gợi ý nè. Rồi cái lời chúc bằng tiếng Anh đi mà chúng con hay gặp đó là gì? Mary. Rồi ai lên nói được? Ai lên nói được? Ai lên nói được? Đâu lên đây nhanh lên. Rồi ai lên đọc câu đó? Rồi con lên đây. Rồi con lên đây, lên đây. Rồi con quay xuống con nói với cộng đoàn nha. Rồi đọc lớn lên. Thưa cha là Mary Shippy. Rồi rồi con. Thưa cha là Merry Christmas. Rồi con. Thưa cha là Merry Christmas. Rồi con. Thưa cha là Merry Christmas. Rồi cha cảm ơn chúng con rất là nhiều. Merry Christmas. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin chúc mừng tất cả mọi người. Merry Christmas. Chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để chúc mừng nhau và chúc mừng các con thiếu nhi. Rồi bây giờ cha hỏi tiếp nhé. Christmas nghĩa là gì? Ai biết nên trả lời. Christmas nghĩa là gì chúng con? Ai biết không? Rồi, lên đây. Rồi, con. Thưa cha là chúc mừng Giáng sinh. Rồi, con. Thưa cha là Giáng sinh. 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 Thưa cha là chúc mừng Giáng sinh. Thưa cha là Giáng sinh. Rồi, cảm ơn chúng con rất là nhiều. Rồi, chúng con về chỗ. Được rồi, được rồi. Cảm ơn chúng con rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta rất là vui cho nên chúng con lên rất là đông. Merry Christmas là chúc mừng Giáng sinh. Và cha giải thích một chút xíu. Christmas đó là gì? Christmas là ghép từ hai từ. Từ thứ nhất đó là Christ, đó là Chúa Kitô, và Mass là thánh lễ. Christmas là ghép từ hai từ đó là nghĩa là ngày hôm nay chúng ta mừng ai Giáng sinh chúng con? Chúa nào? Chúa nào? Nói lớn lên. Đúng rồi, ngày hôm nay, đêm hôm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu Giáng sinh làm người. Làm người cho ai? Cho ai chúng con? Cho ai? Cho tất cả chúng ta. Đấy, ngày hôm nay chúng ta chúc mừng nhau. Ngày hôm nay chúng ta chúc mừng bởi vì Chúa Giêsu Giáng sinh làm người cho chúng ta. Và bởi vì Chúa Giêsu Giáng sinh làm người nên đêm hôm nay được gọi là đêm thánh. Đêm hôm nay được gọi là đêm thánh vô cùng, như chúng ta nghe bài hát đầu lễ. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời xe chữ đồng. Là bởi vì ngày hôm nay Chúa Giêsu Giáng sinh ra đời. Và Chúa Giêsu Giáng sinh ra đời không phải là để cho một người nào đó, không phải là để làm một gì đó. Nhưng Chúa Giêsu Giáng sinh làm người là để cho tất cả chúng ta, cho tất cả mọi người ở đây, cho quý cha, cho quý anh chị em ca đoàn, cho cả tất cả mọi người thiếu nhi chúng con. Và cha hỏi chúng con tiếp. Chúa Giêsu Giáng sinh làm người cho chúng ta và mang lại điều gì cho chúng ta? Ai biết lên trả lời, nhanh lên. Rồi, Chúa Giêsu Giáng sinh làm người và Chúa Giêsu ban cái gì cho chúng ta?
Bạn cái gì chúng con? Ai biết đâu? Lên con lên đây. Rồi con. Thưa cha là ban hạnh phúc. Rồi con. Thưa cha là ban hạnh phúc. Thưa cha là ban hạnh phúc. Thưa cha là ban hạnh phúc. Thưa cha là ban ơn cứu độ. Rồi. Thưa cha là hạnh phúc. Thưa cha là ban hạnh phúc. Thưa cha là ban hạnh phúc. Thưa cha là ban hạnh phúc. Rồi, cha cảm ơn chúng con rất là nhiều. Xin có một tràng vỗ tay để chúc mừng các con thứ nhì. Đúng rồi. Chúa Giêsu Giáng sinh cho chúng ta để mang hạnh phúc cho chúng ta, để mang bình an cho chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, cho người thiền tâm, cho người nào biết mở lòng mình ra để đón mừng con Thiên Chúa Giáng sinh nhập thể làm người. Đấy, ban ơn cứu độ, mang bình an, mang hạnh phúc cho chúng ta. Như vậy, đêm hôm nay, đêm cực thánh, đêm hôm nay con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Và chúng con cảm thấy là vui mừng bởi vì Thiên Chúa đến, như bài đọc nói rằng là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở với chúng ta. Rồi, điều thứ hai, tâm tình thứ hai cha xin chia sẻ với chúng con và cộng đoàn. Đêm hôm nay là đêm của ánh sáng. Chúng con nhìn thấy trong khuôn viên của chúng ta ở ngoài đường đó, có nhiều ánh sáng không chúng con? Có nhiều dây điện răng lên không? Có nhiều không? Nhiều không? Đúng rồi, rất là nhiều. Tại vì chúng ta đang cử hành thánh lễ, cho nên chúng ta tắt bớt để chúng ta tập trung lên lễ đài, để chúng ta dâng thánh lễ sốt sắng hơn. Đấy, đêm hôm nay là đêm của ánh sáng. Chúng con thấy ở đường xóm chúng con ấy, quý ông bà bố mẹ chúng con có dâng điện mắc lên không? Có mắc lên không? Có, đúng rồi. Bây giờ cha hỏi nhá, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy đó là muốn nói lên điều gì, hay là muốn nói lên là một ai đó? Ai biết lên trả lời. Rồi, ánh sáng là ai chúng con? Ánh sáng ở đây là ai? Rồi, ai biết lên trả lời? Nhanh lên, lên đây, lên đây, lên đây. Rồi, nhanh lên. Rồi, con. Thưa cha là Thiên Chúa. 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 Rồi, chúng con về chỗ, chúng con về chỗ. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, con. Thưa cha là Thiên Chúa. Rồi, thưa cha là Thiên Chúa. Thưa cha là Thiên Chúa. Thưa cha là Thiên Chúa. Rồi, cảm ơn chúng con rất là nhiều. Chính xác rồi, về chỗ, về chỗ. Rồi, rồi con bé. Con đây, đây. Đây, con lên đây, con lại lấy cha nhá, lại đây. Rồi, ai con? Thưa cha là Chúa Giêsu. À, chính xác, xin công đoàn có một tràng vỗ tay trả lời. Điều cha mong muốn chúng con trả lời đó là Chúa Giêsu là ánh sáng. Và chúng ta thấy các anh chị Teresa vẫn chưa chính xác bằng một bé mặc áo đỏ. Chắc là Chúa Giêsu thúc đẩy để lên trả lời. Ánh sáng mà chúng ta thấy trong đêm hôm nay không phải là ánh sáng mà chúng con thấy là từ điện đây, không phải là ánh sáng mà chúng ta thấy từ cái nến. Ánh sáng ở đây cha muốn chia sẻ với chúng con, đó chính là Chúa Giêsu. Như lúc nãy ban đầu, cái tâm tình ban đầu cha muốn chia sẻ với chúng con, hôm nay đêm thánh là bởi vì Chúa Giêsu giáng sinh cho chúng ta. Và hôm nay còn được gọi là đêm của ánh sáng bởi vì hôm nay chính Chúa Giêsu xuống trần, chính Chúa Giêsu là ánh sáng xua tan bóng đêm tội lỗi, thắp lên một ngọn nến để rồi từ đó chúng ta nhìn vào ánh sáng Chúa Giêsu và chúng ta nhận ra ơn cứu độ, nhận ra ơn cứu độ. Đây, bây giờ cha ví dụ như chúng con nhé, ví dụ như chúng con về nhà chẳng hạn, chúng con đi vô phòng, nếu mà chúng ta không bật điện lên á thì chúng ta có thấy sáng không? Không sáng, đúng không? Nhưng mà nếu trong phòng mà chúng ta đóng hết cửa lại rồi chúng ta bật điện lên thì căn phòng làm sao? Sáng không? Sao không con? Sáng, đúng không? Đấy, thì cũng vậy. Chúng ta, con người chúng ta, là khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội,
thì bóng đêm sử dữ, bóng đêm của ma quỷ bao trùm trên toàn thể địa cầu này. Và Chúa Giêsu, Chúa Giêsu xuất hiện, Chúa Giêsu giáng thế, Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa Giêsu nhập thể làm người là để thắp lên ánh sáng, là để đốt nóng và sưởi ấm tâm hồn của tất cả mọi người chúng ta, là để xua tan bóng đêm mà ma quỷ đã gieo vào thế gian này. Như vậy, đêm hôm nay còn là đêm của ánh sáng. Đêm hôm nay là đêm cực thánh. Đêm hôm nay chúng ta nhìn thấy ơn cứu độ đang hiện diện trước mắt chúng ta. Và đêm hôm nay chúng ta sống với tâm tình tiếp theo: đêm hôm nay chúng ta mời Chúa đến ở trong tâm hồn của mình. Đêm hôm nay chúng ta mời Chúa Giêsu giáng sinh trong tâm hồn của mình. Rồi bây giờ cha kể chúng con nghe một câu chuyện này. Chúng con biết mẹ Teresa Calcutta không? Có biết không? Rồi bây giờ cha hỏi chúng con nhé. Mẹ Teresa Calcutta làm việc ở đất nước nào? Ai biết lên trả lời. Biết không? Ai biết đâu? Đây là đây coi con. Rồi. Rồi con. Thưa cha là đất nước Ai Cập. Chưa chính xác. Thưa cha là Jerusalem. Rồi bây giờ cha đưa ra ba đáp án. Rồi từ từ nhá, từ từ nghe nghe nhá. Đáp án thứ nhất đó là Israel. Rồi. Đáp án thứ hai đó là Ấn Độ. Đáp án thứ ba đó là Việt Nam. Rồi đáp án nào chính xác? Thưa cha là Việt Nam. Thưa cha là lên Jerusalem. Cha ơi con. Thưa cha là Israel. Cha ơi con. Thưa cha là Ấn Độ. Rồi chính xác Ấn Độ. Xin cộng đoàn có một tràng vỗ tay để chúc mừng các con thiếu nhi. Rồi cha hỏi là cái gì? Cha hỏi là mẹ Teresa Calcutta làm việc ở đâu? Mẹ Teresa có thể nói là suốt cả một đời phục vụ ở đất nước Ấn Độ. Rồi bây giờ cha kể câu chuyện. Một ngày nọ, chúng con biết là mẹ Teresa chuyên đi phục vụ người nghèo, chuyên đi chăm sóc các trẻ. Thì một ngày nọ, mẹ Teresa đang ở trong phòng cầu nguyện, thì đột nhiên có một người đến bấm chuông ở phòng mẹ. Và trong phút chốc mẹ ra mở cánh cửa phòng của mình. Và chúng con biết điều gì xảy ra không? Biết cái gì xảy ra không? Có một người đàn ông mang một lấy quà, đang ôm một cái khăn. Và trên cái khăn đó mẹ Teresa đứng xa xa thì thấy rằng là có hai cái thanh củi đang lòi ra ngoài cái khăn đó. Thì thấy ngạc nhiên quá, mẹ Teresa không biết là cái gì. Mẹ Teresa mới đi lại gần. Thì ra không phải là hai thanh củi khô, mà là cái gì biết không chúng con? Là hai cái chân của một em bé. Em bé này hai cái chân bị khô bại, và nhìn từ xa đôi chân của em giống như là hai thanh củi khô. Mẹ Teresa tiến lại gần hơn nữa, và mẹ mở cái khăn ra thì thấy rằng người em bé đó đang còn thoi thóp thở. Và người đàn ông đó nói với mẹ Teresa rằng là: mẹ Teresa ơi, lúc nãy đi ngang cái chân cầu tôi nghe một vài tiếng khóc yếu ớt oe oe từ dưới gầm cầu, và tôi lại gần xem thì tôi thấy em bé này đang còn thoi thóp. Bây giờ mẹ có thể làm một điều gì đó mang lại hạnh phúc cho em bé này hay không? Và chúng con biết rằng là mẹ Teresa làm gì? Nếu như chúng con thì chúng con làm gì cho em bé đó? Nếu mà chúng con thì chúng con làm gì cho em bé đó? Làm bây gì nào? Rồi chúng con biết mẹ Teresa làm gì không? Bây giờ mẹ Teresa đón lấy
đón lấy khăn tã bọc em bé đó, ôm vào lòng, ôm vào lòng của mình. Và mẹ Teresa hôn lên trán của trẻ sơ sinh đó. Và một điều kỳ diệu xảy ra chúng con. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúng con biết điều kỳ diệu xảy ra là gì không? Là gì biết không? Em bé đó ngưng khóc, không còn khóc nữa. Và gì biết không? Nở một nụ cười. Nở một nụ cười. Mở con mắt nhìn mẹ Teresa nở một nụ cười. Thế nhưng sau 2-3 giây thì em nhắm mắt lại và lìa cõi đời này. Và lìa cõi đời này. Em bé đó đã về với Chúa. Vậy thì câu chuyện đó nói chúng ta điều gì chúng con? Một nụ hôn của mẹ Teresa, một nụ hôn đó, và một nụ hôn đó đem lại cho mẹ Teresa một nụ cười. Một nụ cười của em bé, và em bé đã trở về với Chúa. Ngày hôm nay hài nhi Giêsu sinh hạ cho chúng ta và mời gọi chúng ta đón lấy, mời gọi chúng ta đến bên hài nhi Giêsu và hôn lên hài nhi Giêsu, để rồi hài nhi Giêsu sẽ chúc lành cho chúng ta như em bé đó được Thiên Chúa chúc lành khi mang mẹ Teresa đến và bày tỏ tình cảm của một con người, bày tỏ tình cảm qua nụ hôn. Và em bé đã nhận ra tình thương của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa qua nụ hôn mẹ Teresa, bằng cách chúng ta nhận thấy rằng là em bé đó đã nở một nụ cười và nhắm mắt trở về bên Thiên Chúa hằng sống, trở về bên Thiên Chúa tình yêu. Thì chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay Thiên Chúa giáng sinh làm người, ngày hôm nay Thiên Chúa bày tỏ ánh sáng, ngày hôm nay Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót, thì chúng con cũng vậy. Chúng con được mời gọi đến bên Chúa hài đồng, là trẻ em sơ sinh. Chúng con bày tỏ tình cảm của chúng con. Chúng con bày tỏ tình cảm qua nụ hôn, không phải như là mẹ Teresa hôn lên trán. Nụ hôn của chúng con đó là chúng con biết sống vui tươi với bạn bè của mình, sống vâng lời với ông bà, sống vâng lời với bố mẹ, với thầy cô, với anh chị giáo lý viên, về nhà chăm chỉ học hành. Vậy trước khi đến lớp chúng ta học một bài, sau khi ra khỏi lớp chúng ta hiểu bài thầy cô đã giảng giải cho chúng ta, là chúng ta đang trao cho Chúa hài đồng những nụ hôn như mẹ Teresa đã trao cho em bé hài nhi kia, nụ hôn biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, kính thưa cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, đêm hôm nay, đêm cực thánh, đêm hôm nay, đêm của ánh sáng, và đêm hôm nay mời gọi chúng ta mở tâm hồn mình ra, mở con tim mình ra, mở đôi tay mình ra để đón Chúa hài nhi đến với chúng ta, để mời gọi Chúa Giêsu hài đồng ngự vào tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng khi Chúa ngự vào tâm hồn của chúng ta cũng được mời gọi ra đi với anh chị em của mình, ra đi với các bạn của mình, những người bạn đang còn khiếm khuyết, những người bạn đang đau khổ, những người bạn với bố mẹ của chúng ta, với ông bà của chúng ta. Như vậy, Cha chúc cho chúng con một đêm Giáng sinh an lành, và chúng con hãy đến bên Chúa hài đồng, để rồi chính Chúa Giêsu hài đồng sẽ chúc lành cho chúng con và cho cả gia đình chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa.
Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm biến cố ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Ngài đến trao lại cho con người quyền được làm con Chúa và mở ra cho nhân loại một quỷ nguyên mới, ngập tràn ánh sáng của nguồn bình an và ơn cứu rỗi. Trong niềm hân hoan vui sướng vì được Thiên Chúa viếng thăm, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin. Giáng sinh là ngày đại lễ của toàn thể nhân loại, không phân biệt sen hèn hay lương giáo. Xin Chúa chúc lành cho giáo hội huyền vũ và tất cả anh em lương dân trên toàn thế giới luôn sống công chính, biết tôn trọng công lý và hòa bình, cùng nhau góp phần loại bỏ chiến tranh, bạo lực, để mọi người được sống yên vui, hiệp nhân. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa kêu sen lại ẩn mình dưới hình hài một trẻ thơ, yếu đuối, nghèo hèn, cần đến sự trợ giúp của thế nhân. Xin cho các Kitô hữu luôn đón nhận hài nhi Giêsu qua việc quảng đại giúp đỡ, an ủi những người đau khổ bất hạnh, các trẻ em mồ côi, những người già neo đơn và những ai đang sống lang thang đói rách, để họ có được một cuộc sống ấm no, an bình và hạnh phúc. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại quà tặng vô giá, đó chính là con một của Ngài. Xin cho những người thân trong gia đình chúng con cũng biên trao tặng cho nhau những món quà đơn sơ, là sự quan tâm trong từng ánh mắt, nụ cười, lời nói và việc làm, mang dấu chỉ của tình yêu thương thế, để niềm vui Giáng sinh được lan rộng khắp nơi. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giữa đêm đông giá lạnh, những chú lừa con đã dâng lên hơi thở để sưởi ấm hài nhi Giêsu. Xin Chúa đánh động mỗi người chúng con qua những biên cố xảy ra hàng ngày, từ đó biết hồi tâm suy gẫm
về điều chỉnh cách sống của mình sao cho xứng đáng là những Kitô hữu đạo đức. Xin cho nhận lời chúng con. Lạy Hài Nhi Giêsu, nhìn vào máng cỏ chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn noi gương các mục đồng xưa, biết mở lòng mình ra chia sẻ tin mừng cứu độ cho mọi người xung quanh và sống bác ái yêu thương để sưởi ấm cho Chúa Hài Nhi trong đêm lạnh giá. Chúa là đứng hằng sống và hiền trì muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy mầu nhiệm Đức Giêsu Con Một Chúa giáng trần là khởi điểm ơn cứu độ. Xin cho chúng con ngay từ chiều hôm nay biết đem lòng sốt sắng mừng lễ Giáng sinh của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng ánh sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đứng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thay qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng. Và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Gioan, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các linh hồn mà chúng con dâng ý chỉ cầu nguyện trong ngày hôm nay. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin Chúa chúc lành cho các em thiếu nhi của giáo xứ chúng con. Chúc lành cho các em thiếu nhi không thuộc bên lương trong phạm vi của giáo xứ chúng con. Vì ngày hôm nay Chúa Giáng sinh làm người để mang bình an,
mang hạnh phúc cho loài người chúng con. Xin Chúa cũng chúc lành và ban bình an, ban hạnh phúc cho các gia đình, cho ông bà, cha mẹ, cho tất cả mọi người trong giáo xứ, đặc biệt là cho các bệnh nhân. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trần gian phúc cho ai được mời đến giữ tiệc thiên Chúa. Lạy Chúa.
chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm con Chúa giáng trần. Chúa đã cho chúng con được no say nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin Chúa cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin thay mặt cho Cha Chánh Xứ, quý cha, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, xin kính chúc quý ông bà và anh chị em và gia đình cũng như tất cả các con thiếu nhi một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay để mừng chúc nhau ngày lễ Giáng sinh. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài Giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen thật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đơn. Amen. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài Giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Amen. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Amen. Và xin phong lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thông báo các em thiếu nhi chiều ngày các em thiếu nhi chiều ngày